Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì em với anh Hương á, bắt đầu là mình sẽ đi tặng quà Tết cho bà con khó khăn ở Bến Tre anh chị. Quà ngày hôm nay á, là của các anh chị ở nhóm 143, cũng có tặng tổng cộng là 100 phần quà. Nhưng mà em cũng xé lẻ ra là 20 phần quà ở địa phương của anh Hương và 20 phần quà thì ở khu phố, ở cái nơi mà em ở anh chị. Với 10 phần quà thì mình sẽ đi ở bên Cái Mơn, và 50 phần quà thì sẽ tặng cho bà con ở Cộng Ốc, ở huyện Dòng Trôm chị ha. Thì phần quà ngày hôm nay thì gồm có là gạo và nhu yếu phẩm của các anh chị ở nhóm 143 thì cũng tương đương là 300 ngàn anh chị. Và có thêm quà của anh Đăng, chị Hạnh và bé Khôi ở Edmonton, Canada, là tặng thêm cho mỗi bà con là 100 ngàn để mà bà con có thể là mình thích mua gì mua anh chị ha. Phần quà ngày hôm nay mình có gồm có gì anh Hương? Đây, chục cái gạo. À, với mì tôm. Đâu anh lấy ra phần, lấy lên phần luôn đi. Đấy. À. Cái dầu, cái nước mắm, cái nước tương, thùng mì tôm. À, tương đương là 300 ngàn ha. 300 ngàn. À, với thêm 100 ngàn của anh Đăng, chị Hạnh và bé Khôi. Dạ, bé Khôi. Xin thay mặt của bà con xã Phú Đức xin cảm ơn nhóm 143 và anh Đăng, chị Hạnh và bé Khôi rất nhiều. Rồi thôi thì hai anh em mở bắt đầu đi ha. Anh Hương và ảnh cộ nguyên một xe luôn anh chị. Giờ mình đi đến từng hộ á, nên là sẽ có ở địa phương sẽ hỗ trợ cho mình đi. Ở địa phương thì có danh sách đang hỗ trợ cho mình đi được anh chị. Này đi hai bạn. Bây giờ tụi em mình sẽ xuất phát đi đến từng hộ dân để gửi tặng các phần quà để cho bà con có phần quà nhỏ nhỏ mình sử dụng trong dịp Tết anh chị ha. Năm nay thì kinh tế bắt đầu là rất là khó khăn, mà em cũng được sự tin tưởng của các anh chị ở nhóm 143 và anh Đăng, chị Hạnh và bé Khôi được có những phần quà để mà tặng cho bà con được, em cũng rất là mừng anh chị. Năm nay không phải là muốn mà có quà tặng cho bà con là có đâu. Ai bây giờ cũng thắt lưng buộc bụng. Kinh tế bây giờ nó đang rất là suy giảm, rất là khó khăn. Bây giờ thì tụi em mình sẽ đi đến các ấp ở xã Phú Đức để mà đến thăm các gia đình khó khăn để mình tặng một phần quà nho nhỏ trong dịp Tết này anh chị ha. Trang ơi, hộ đầu tiên mình vô thăm như thế nào Trang? Hộ này bị bệnh tâm thần á. À, ba người hả? À, dạ. Thôi mình đi vô ha, em đi trước đi. À, ba người ở cùng luôn hả anh Hương? Vậy hả? Trời ơi. Chú ơi, anh ơi, chắc không ai ở nhà rồi. Không ai ở nhà. À, gia đình này vậy là ba người tâm thần hết. Vậy rồi ở đây không có ai chăm sóc cho mấy người này hả Trang hả? Thì cũng có một người anh, ổng tỉnh thì ổng cũng chăm sóc. À. Rồi ba người mới tâm thần hết. Ba người tâm thần ở chung đây với một người anh nữa hả? Dạ. Rồi người anh có gia đình không? Người anh này không có gia đình. Không có gia đình luôn. À, rồi ở mà để mà chăm sóc cho ba người này. Nhưng mà lớn tuổi với không Trang? Cũng lớn tuổi à. À. Bây giờ lỡ thì mình đến đây thì mình cũng gửi phần quà ở đây. Dạ. Rồi còn có thêm 100 ngàn nữa thì có gì cái anh nhờ ở địa phương có gì bàn giao lại giùm anh ha. Dạ. À, đây là một phần quà thì cũng tương đương là có 10 ký gạo ha, một thùng mì, cũng có thêm nước mắm, nước tương, dầu ăn và 100 ngàn tiền mặt để mà coi bà con có thích mua gì mua ha. Dạ rồi, đấy này em sẽ thay mặt địa phương nhận cái phần này, cái phần tiền em sẽ gửi lại cho hộ. À rồi, thôi anh cảm ơn ha. Dạ, vậy mình đi tiếp ha. Hộ tiếp theo thì thấy trong nhà có một bà cụ. Chắc cũng lớn tuổi. À, bà lớn tuổi rồi ha. À, ở mình hả? Ha, ở với. À, con gái chăm sóc ha. Con dâu. À. Dạ. Dạ, chào bà. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? Dạ, tôi nay cả 10
85 tuổi. Dạ. Bà rồi giờ bà còn đi đứng sinh hoạt được không bà? Mà giờ cái cẳng bị thương à. Giờ yếu yếu chân ha, chân cẳng yếu ha. Dạ. Có đi được ngồi không à? Dạ. Còn muốn đi được khoảng trong đó. Dạ. Rồi ở đây có ai chăm sóc cho bà không? Dạ có con. À có con ha, cũng được ha. Chứ mà giờ mà lớn tuổi về mà sống mình là dạ, khổ lắm. Con. Dạ. Con dạ. À? Dạ. Hôm nay thì tụi con cũng có quà của các anh chị ở nhóm 143. Dạ. À, tặng cho bà một phần quà thì trong đây gồm có 10 kg gạo và mì gói với một số nhu yếu phẩm ha. Và có thêm 100.000 của anh Đăng, chị Hạnh và bé Khôi ở Edmonton, Canada cũng gửi tặng cho bà. À, như là một phần quà nho nhỏ vào ngày Tết ha bà ha. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn mấy ông. Dạ. Dạ rồi thôi con cũng chúc bà được nhiều sức khỏe nha bà. Dạ. Con về nha. Dạ. Bà giữ gìn sức khỏe nha. À, mà ông cũng khỏe ha. Dạ. Mấy chị mấy gì đây ha. Dạ. Chúc dạ. Mừng. Dạ rồi thôi con đi nha. Bà giữ gìn sức dạ. Khỏe nha. Qua năm lần tới nữa cho tôi. Dạ. Dạ rồi thôi con về nha. Dạ. Dạ. Các con đường ở các xã, các con đường giao thông nông thôn ở các xã bây giờ người ta làm rất là lớn anh chị. Để mà xe lớn đồ có thể là mình vào đây mình vận chuyển như là trái cây đồ, vận chuyển nông sản đồ cũng được anh chị. Bây giờ thì chỉ có là các con hẻm nhỏ như là ở trong một số hộ dân á, thì còn con đường đan nhỏ rồi con đường đất. Chứ mà còn giao thông nông thôn hiện tại bây giờ là người ta sẽ làm lớn như vậy. Bây giờ kinh tế mà muốn phát triển thì đường xá nó phải thông thương để mà mình vận chuyển nông sản hàng hóa đồ nó thuận tiện hơn thì nó sẽ dễ phát triển hơn. Ở xã Phú Đức thì người ta cũng có trồng trái cây nhưng mà tương đối là ít, chỉ có trên xã Tân Phú anh chị là trái cây sẽ nhiều hơn. Bây giờ Tết nhất là sợ nhiều khi bà con lo kinh tế nên là nhiều khi người ta đi làm. Có là dép hả? À. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ. Cô sống ở đây với ai cô? Con mình. Dạ, thôi cô bước ở đây với con cũng được, cô bước ở đây với con cũng được. Dạ là cô nhưng mà cô có con cái gì không? Dạ có, ở trên thành phố. À, rồi mấy anh mấy chị làm đỡ không cô? Có một đứa à. Dạ, làm đỡ không, kinh tế đỡ không? Có chồng ở đảnh cũng dạ dạ Tết này có về thăm cô không? Dạ Tết về. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Dạ 70. Dạ bây giờ còn làm gì để lo kinh tế không cô? Dạ không, cũng bệnh tim rồi. Dạ. Dạ ngày hôm nay thì con cũng có quà của Mạnh Thường Quân của kênh Bến Tre Ngày Nay cũng gửi tặng cho bà con ở Bến Tre mình có một phần quà nho nhỏ vào ngày Tết ha. Dạ. Thì con cũng tặng cho cô đây là một phần quà, đây là của các anh chị ở nhóm 143 gồm có gạo mì và nước mắm nước tương nào cô ha. Cô cầm giùm con, cô cầm nổi không cô? Dạ. Với thêm đây là 100.000 là của anh Đăng, chị Hạnh với bé Khôi ở Edmonton, Canada. Dạ rồi. Rồi, rồi cô cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ rồi thôi tụi con cũng đi thăm những hộ khác. Dạ. À, đi cà nhắc vậy mà đi tặng quà cho bà con vậy người ta mới thương đúng không? À, nghe có cái máy gì anh Hương nhờ tắt anh Hương. Chắc có cái radio hay gì không? TV hả? Tắt TV đi. Rồi thôi, không sao. Dạ. Dạ tụi con nay có quà của Mạnh Thường Quân của kênh Bến Tre Ngày Nay đến tặng quà cho bà nha bà. Ủa mình không có nhà. Dạ. Nhưng mà tụi con đi đến thăm hỏi thăm sức khỏe bà vậy mà. Dạ bà mấy ngày khỏe không bà? Dạ rổ tay rồi nó ít chút. À cũng như là giờ lớn tuổi rồi nó hơi bị lãng tay hả bà ha. Dạ. Thì hôm nay tụi con có quà của Mạnh Thường Quân của kênh Bến Tre Ngày Nay
gồm có gạo mì nhu yếu phẩm và thêm 100.000 tiền mặt, gửi tặng cho bà một phần quà nhỏ nhỏ vào ngày Tết nha. Nha bà. Dạ, thôi thôi. Dạ. À, mà em nói vậy ra ở đâu mà tặng quà? Dạ của đoàn của em ở đâu? Dạ của Mạnh Thường Quân kênh Bến Tre ngày nay. Dạ. Dạ của tôi cũng gửi lời để cảm ơn. Dạ. Dạ rồi, bà giữ gìn sức khỏe nha, tụi con đi nha. Dạ tụi con về nha bà. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ nghe nói là cô làm bảo vệ trường luôn hả cô? Dạ đúng rồi. Dạ. Hôm nay thì con cũng có quà của Mạnh Thường Quân của kênh Bến Tre ngày nay cũng tặng cho bà con ở xã Phú Đức ha. Dạ. Thì con cũng gửi tặng cho cô một phần quà, thì cũng có gạo mì nhu yếu phẩm và thêm 100.000 tiền mặt. Dạ. Có gì cô nhận như là một phần quà vào ngày Tết hả cô ha? Dạ. Dạ. Quý gì lắm rồi. Dạ. Cô cảm ơn nha. Dạ. Dạ rồi, cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Đây mình đi đến từng hộ anh chị thì thời gian đi rất là lâu. Nhưng mà được cái là mình sẽ biết rõ về cuộc sống của người dân ở các ấp, các xã. Xem coi là khó khăn như thế nào anh chị. Dạ. Dạ chào chị. Dạ. Chị bị sao rồi chị? Em là cũng đỡ đỡ. Dạ, mà chị bệnh như thế nào? Xe đi về bị cái vỏ. Dạ. Dạ. Bị ủa bị gì dữ vậy? Bị chân cái vỏ bự gì nè. À dạ. Không phải xe, bác sĩ nói là không phải xe mà bị viêm cái đầu chân á. Dạ. Nằm ở dưới 34 ngày á. Dạ nằm bệnh viện ha anh. Dạ. Dạ. Mà lên hồi sức tưởng đâu giật mắt cái đứng đồng rồi. Dạ. Sau từ từ tỉnh. Vậy là nay đỡ nhiều rồi hả chị? Nay cũng đỡ đỡ rồi. Dạ. Dạ. Thì mà hổm thì từ 10 ngày đi tới khám. Hổm 5 ngày xuất viện về 5 ngày. Tháng này là nó cho đi một tháng đúng là tới 8-9 là. Dạ. Dạ cũng như là một tháng mình sẽ đi tái khám một lần. Giờ tụi mà hổm gà có lẽ là hôm qua hôm kia đi tái khám. Dạ. Nhưng mà ngưng tí tới cuối tháng này là 30 tây này mới đi anh. Dạ dạ. Dạ. Hôm nay thì em cũng có quà của Mạnh Thường Quân của kênh Bến Tre ngày nay á, gửi tặng cho bà con ở xã Phú Đức, thì em cũng gửi tặng cho chị một phần quà hả chị. Dạ nhờ anh Hương ha anh Hương. Dạ. Dạ. Dạ rồi, có gì chị nhận phần quà này để mình sử dụng trong ngày Tết nha chị nha. Dạ. Dạ. Nhà này á hả? Chưa có ai kêu làm rồi, đâu có để dành tiền đâu. À. Nó tôn này là tôn kêu bằng tôn kẽm hả anh Hương? Dạ. Tôn gì? Tôn. Dạ. Tôn. Dạ. Chưa có mối nào kêu làm được, giờ tháng đi bảo bỏ đỡ đỡ rồi. Dạ. Làm á. Dạ. Dạ. Rồi thôi tem về nha anh chị. Dạ. Giữ gìn sức khỏe ha. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ dạ. Hôm nay thì em cũng có quà của Mạnh Thường Quân của kênh Bến Tre ngày nay cũng gửi tặng cho bà con xã Phú Đức ha. Thì em cũng gửi tặng cho hai chị phần quà để mình sử dụng trong ngày Tết ha. Dạ. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân tới. Dạ. Giúp đỡ cho chị, cảm ơn anh Hương. Dạ. Dắt tới đây giúp đỡ cho hai chị em chị nha. Dạ. Rồi. Thêm một còn 1.000 tiền mặt. Rồi nhận đi chị. Dạ. Mấy gài bả còn đi chơi không? Còn đi chơi dữ không? Đi hoạt động. Đi hoạt động suốt hả? Rồi thôi hai chị em duyên sức khỏe em về nha. Rồi chị chúc Mạnh Thường Quân nhiều sức khỏe nha. Dạ. Nhiều. Dạ rồi thôi em về. Dạ. Anh chào chị. Hằng ngày đây làm công việc gì chị? Công việc gì kiếm sống? Dạ lột hột điều á. Lột hột điều ha. Dạ. Hột điều. Lột hột điều anh chị. Cái này con dao đồ nghề nè. Con dao chút xíu. Dạ, làm ngày được nhiều tiền không chị? Ngày chục ký à, có 50.000 à. Ký, chục ký 50.000. Rồi ở đây rồi chị sống giờ hiện tại gia đình là bao nhiêu người? Dạ hai đứa con với hai con với hai vợ chồng. Dạ. Dạ còn bé thấy bệnh nữa hay sao vậy? Bé này bệnh.
Dạ. Thưa mấy chú mấy cô đi con. Thưa mấy chú ơi. Trời ơi giỏi. Hả? Không thích hả? Dạ. Rồi hàng ngày mình cũng làm công việc này hả chị? Rồi ảnh đi bán cái số hả? Ảnh đi bán số. Dạ. Rồi hai chồng giờ thu nhập một ngày được chừng 200 ngàn không chị? Trăm mấy à. Trăm mấy hả? Rồi đủ cuộc sống hàng ngày không? Cũng nhín đủ. Nhín đủ ha. Ừ. Dạ. Nhưng mà gạo rồi chắc là cũng đâu có thiếu ha. À. Dạ người ta thì hiện cho. Dạ còn thiếu là thiếu đồ ăn là nhiều ha. Dạ. Thiếu đồ ăn. Dạ. Hôm nay thì em cũng có quà của Mạnh Thường Quân của Cơm Bến Tre ngày nay. Dạ. Cũng tặng cho chị phần quà nha chị. Ở đây là gồm có 10 kg gạo ha chị ha. Dạ chị nhận ha. Nè chị nhận em đi. 10 kg gạo ha. Cái này là thùng mì với nhu yếu phẩm như là nước mắm, nước tương với dầu ăn với 100.000 tiền mặt. Có gì chị nhận giúp em ha. Dạ. Mừng không chị? Mừng không? Dạ. Một phần quà này tương đương là khoảng là 400.000 luôn, cái tiền mặt này là 400.000 nha. Dạ. 400.000 vậy là nếu mà mình làm hộp điều thì bao lâu mới kiếm được chị? Cái này cần là 3 bữa mới được 10 kg tại vì bắt 3 bữa mới được 10 kg. Dạ. Coi như là ngày khoảng 2 kg trở lại. Dạ. Vậy là bắt con nhỏ nó quậy quá. Dạ. Dạ. Nhiêu ký? 5.000 ký. Dạ. Bởi vậy nên nhận phần quà này cũng mừng ha chị ha. Dạ. Dạ. Thôi anh chị giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Giữ gìn sức khỏe lo cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Dạ. Anh đi bán được nhiều không? Bán 120 tờ. 120 tờ ha. Cũng kiếm được khoảng trăm mấy ha. 120.000. Dạ. Thôi kệ, ở dưới quê thì nó vậy nó cũng đỡ. Thằng nhỏ nó cũng quậy dữ ha. nó làm gì làm nó, dạ. Nó không có kiểm soát bản thân. Dạ. Rồi thôi tụi em đi thăm gia đình khác, anh chị giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. 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 Gia đình cảm ơn hết. Dạ. Ôi ơi, không phải vậy. À, nhỏ quậy. Quậy dữ à? Làm gì? Mình đi đến thăm từng hộ ở các ấp anh chị là mình đi rất là xa nha. Một hộ nhiều khi mình xem xét một hộ vậy cách xa với nhau là khoảng nhiều khi cả cây số, hai cây số. Rồi có hộ nhiều khi cách chỉ có là vài trăm mét. Dạ, dạ con chào cô. Dạ. Cô đây sống với ai cô? Sống một mình à. Dạ. Cô làm nghề gì mà con thấy giải quá trời vậy? Cái này mới giải ra rồi lót rồi làm lỡ cô cưng hai chó mới không? À, cô cưng hai chó hả? Ừ. Dạ. Là cô sống mình hả? Rồi hàng ngày cô làm công việc gì để kiếm sống? Ở đây cô vừa giúp chổi với lâu lâu cái cô đi bó lá dừa cho người ta. À, giúp chổi với bó lá dừa. Ừ. Dạ. Rồi thôi về xích ra đây. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ, dạ rồi thôi thì có một phần quà của Mạnh Thường Quân gửi tặng cho cô ha. Dạ, rồi thôi anh Hương bước ra đi. À, rồi cô cũng giữ gìn sức khỏe hả cô ha. Dạ, vậy thôi cảm ơn mấy chú cháu với mấy ngày này ha. Dạ, rồi con về nha. Dạ. Dạ. Ở trong nhà thì có con chó nó bị chết hay sao anh chị? Nên là mùi rất là nặng. Anh Hương anh chịu không nổi anh chạy ra luôn. Tại vì nghe nói là không có nhưng mà người ta thương con chó. Con chó nó chết rồi ha. Thấy, bởi vậy mới sợ. Nghe mùi nặng. Hả, tối ngủ đó hả? Ừ, bởi vậy giống như là ta cũng bị bệnh nên chị. Thôi bây giờ thì tụi em sẽ đi đến thăm hộ tiếp theo ha. Đây thì vào thăm một bà cụ. Cụ chắc bệnh rồi quá. Dạ chào chú. Dạ. Rồi để đại đi Phước. Phước cầm giùm anh 100.000 gửi tặng cho bà luôn đi. Dạ. Bà ơi, năm nay con có quà của Mạnh Thường Quân của kênh Bến Tre ngày nay á, cũng gửi tặng cho bà con ở xã Phú Đức ha, con cũng gửi tặng cho bà một phần quà. Ủa, dạ. Dạ. Cái hàng ấy ta. Dạ, bà bây giờ năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 88 tuổi hả? Dạ. Rồi sức khỏe giờ sao bà? Té gãy đùi hả? Dạ. 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 Bây giờ đi đứng là khó khăn ha. Dạ. 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 Thôi con cũng chúc bà năm mới nhiều sức khỏe nha. Tụi con đi thăm gia đình khác nha bà nha. Dạ.
Dạ. Dạ chị cũng cảm ơn mấy đứa cưng nhiều nha. Dạ. Cho dạ. Tối chị cũng đỡ nè, chị nấu cơm cho mẹ ăn. Dạ, dạ. Dạ rồi, em chào chị. Hồi này lúc trước là Mạnh Thường Quân có hỗ trợ giúp cho cây nước sạch sử dụng đó anh chị. Cô ơi ra nhận quà nè cô. Cô. Cô ơi ra nhận quà nè. Mấy rài còn xài nước mương không? Mấy rài còn xài nước mương không? Không nghe hả? À rồi mấy rài còn xài nước mương không em? À rồi xích tới nhận quà đi cô. Hôm nay con có quà của Mạnh Thường Quân cơm Bến Tre ngày nay gửi tặng cho gia đình. Rồi em nhận giùm đi em. À rồi rồi nhận giùm nha. À rồi thôi anh đi nha. À dạ. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn cô. Dạ dạ rồi con cảm ơn cô. Dạ dạ. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ chào chị. À, chào anh. Dạ. Ở đây mình làm công việc gì để kiếm sống chị? Dạ, còn chị? Dạ. 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 Còn anh làm công việc gì anh? Làm mướn ha. Dạ. Dạ, là ở nhà là hai vợ chồng không có con. Dạ. Dạ. Dạ được rồi chị, em hôm nay cũng có quà của Mạnh Thường Quân của kênh Bến Tre ngày nay á gửi tặng cho bà con mình ở xã Phú Đức. Thì đây thì cũng tặng cho chị một phần quà là có gạo, mì, nhu yếu phẩm và thêm 100 ngàn tiền mặt nha chị nha. Dạ em cảm ơn nha. Dạ. Dạ rồi thôi thì chị anh chị cũng giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Dạ. Năm mới em cũng chúc anh chị được nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Dạ rồi thôi em đi nha anh. Dạ. Chị khỏe nha. Dạ. Hằng ngày làm công việc gì để kiếm sống anh? Dạ em có đi làm gì được đó anh ơi. À thì bây giờ như anh em gặp rồi mà ta. Gặp rồi hả? Gặp rồi. Có gặp nghe tiếng quen hay sao? Nghe tiếng như là anh bữa hổm phát quà dưới cống Năm Đá đúng không? Đúng rồi. Chứ anh, chứ anh gì? Anh gì? Anh Hương hả? Anh Thương gì đó. Phải không? Phải. À. Anh nghe cái tiếng quen. Nghe mà. Tiếng quen ha. Dạ. Rồi lúc trước anh làm công việc gì? Lúc trước thì em đi chạy xe rồi bệnh thì không có chạy. Chạy xe gì? Chạy xe tải. Ủa vậy rồi anh về là anh bị em mới bị đây hả? Bị đau bao lâu rồi? Từ 2009 tới nay. 2009 tới nay. Dạ. À cũng như cặp mắt mở ra được nhưng mà mình không thấy đường. Dạ. À chết cái thần kinh trong cái lá mắt. À vậy là lúc trước là chạy xe tải. Dạ. Trời ơi bởi vậy mất cặp mắt cái hết làm ăn gì được hen. Mất cặp mắt luôn vợ luôn. À mất luôn vợ luôn ha. À hôm nay thì em cũng có quà của Mạnh Thường Quân kênh Bến Tre ngày nay. Dạ. Cũng gửi tặng cho anh phần quà để mà dùng trong ngày Tết nha. Dạ. Đây anh ôm đi. À, đây là mì, nhu yếu phẩm như là dầu ăn, nước tương, nước mắm. Dạ. Và đây thêm 100 ngàn tiền mặt ha. Dạ, đây dạ. Đây nè. Đây nè. Rồi thêm 100 ngàn tiền mặt ha. Dạ. Dạ. Với đây là 10 kg gạo. Dạ. À, anh để sử dụng trong ngày Tết nha. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Dạ. Dạ rồi thôi anh cũng giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Rồi làm mấy chục năm trời rồi có dành dụm được phần nào không? Để ăn không? Không đủ ăn. Không đủ ăn nữa hả? À. Vừa vào. À. Rồi còn bây giờ là rồi ở nhà rồi không có làm gì sao mà sống? Giờ có đi được đâu anh ơi. À. Đi khi ra hàng trước rồi té xuống mương hoài, chán chết luôn rồi, không có đi. À. Chứ phải như còn thấy mà đi bán giấy số rồi sống được mình. Dạ. Đi không được, không thấy đường, với mình mới bị không có quen đường. Dạ. Dạ. Rồi thôi anh cũng giữ gìn sức khỏe ha. Rồi, tụi rồi, em về nha. Rồi em cảm ơn anh. Dạ. Nhiều. Dạ rồi, em để bao gạo dưới đây cho anh nha. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Em với anh Hương cũng xuất phát đi hồi khoảng 10 giờ tới giờ anh chị. Bây giờ đã là hơn 12 giờ trưa rồi. Bây giờ thì còn thêm vài phần quà nữa nên là tụi em sẽ cố gắng đi cho xong cái ngày hôm nay ha. Bây giờ đi đến các hộ thì mỗi gia đình đều có một cái khó khăn khác nhau anh chị. Có một số người già lớn tuổi thì bây giờ cũng đâu có đi làm được cái công việc gì để kiếm sống đâu. À, người trẻ thì một số người như là cũng đi làm nhưng mà ở nhà thì cũng không có
đủ điều kiện nặng lo cho gia đình đó. Nên là mỗi người có một cái khó khăn khác nhau. Chứ thật sự bây giờ là công việc làm bây giờ rất là ít anh chị. Ở quê thì bây giờ người dân người ta sẽ tự làm vườn luôn, không có mướn người nữa. Nên là những người mà làm thuê rồi bây giờ thì cuộc sống nhiều khi tương đối là khó khăn. Không có việc làm gì để kiếm sống anh chị. Còn vườn tược thì không có nữa. Tình hình năm nay Tết như thế nào cô? Bà chị bà quả yếu quá rồi. Dạ. Dạ cô ngồi đại trong đó đi cô. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ. Cô bị sao cô? Bệnh tai biến. Tai biến ha. Dạ. Bây giờ trong người khỏe không cô? Mệt quá. Mệt quá. Dạ. Hôm nay tụi con cũng có quà của Mạnh Thường Quân kênh Bến Tre ngày nay á, tặng cho bà con xã Phú Đức ha. Cái con cũng gửi tặng cho cô một phần quà nha cô. Rồi. Dạ. Dạ. Cũng như là quà thì cũng có gạo nhu yếu phẩm và thêm 100.000 tiền mặt. Để mà nhiều khi có mua thêm tí gì đó đặng sử dụng ha cô ha. Dạ, dạ rồi cô cũng giữ gìn sức khỏe ha cô ha. Dạ con về nha. Dạ, dạ. Hộ tiếp theo thì tụi em cũng đến nhà của cô ớt anh chị. Lúc trước thì Mạnh Thường Quân cũng có hỗ trợ cho cô có kinh phí rằng mình kéo đường nước sạch sử dụng á. Đường ống hiện tại bây giờ vẫn còn nằm đây nè ha. Kéo vô tới nhà của cô xài luôn. Cô ớt thì ở đây có một mình nè. Nhà thì căn nhà tình thương. Đây nè, cái đường nước này hôm trước anh Hương gắn nè. À, đâu có đâu, bây giờ đồng hồ bây giờ nó tính hết trơn. Đâu có mà vậy được. Dạ. Dạ con chào cô. Mấy ngày khỏe không? Trời ơi cũng mệt thấy mẹ đi. Sao mà mệt? Làm gì mệt? Không có tiền hả? Dạ. Thấy con vô nhớ con ai không? Nhớ. Con làm gì? Nhớ cậu hồi đó đứng ngồi đây. Dạ. Rồi cái cậu kia kéo nước. Dạ, là lúc đó gắn nước cho cô xài phải không? Dạ, vậy là nhớ ha. Nhớ. Dạ. Nhớ liền. Rồi mấy lại còn xài nước không? Cũng có xài nữa. Dạ. Tưởng là xài bị cắt rồi chứ. Dạ. Dạ rồi thôi cô qua đây đi cô nhận quà đi cô ha. Dạ. Hôm nay thì ở phía Mạnh Thường Quân kênh Bến Tre ngày nay có tặng cho mình một phần quà ha cô. Thì cũng có gạo mì nhu yếu phẩm tương đương là 300.000 và thêm 100.000 tiền mặt để mà cô có mua thêm gì cô mua ha. Dạ rồi. Sao cô? Mừng quá hả? Nhớ câu này nữa hả? Thì đó cậu đã kéo nước chứ đâu. Dạ. Kéo nước đi mà. Dạ. Con cũng chúc cô năm mới được nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi thôi con về nha. Cô giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Cảm ơn mấy cậu nhiều. Dạ. Vợ phớt giờ này mà mở nước nhỏ nhỏ giọt vậy thì cũng tính tiền chứ đâu phải không tốn tiền đâu. Mà nước ba mạnh là. Mạnh. Nhưng mà mở nhỏ nhỏ chủ yếu là đặng cho mà nói là đồng hồ nó không quay á. Nhưng mà thời bây giờ đâu có đâu, đồng hồ. Đồng hồ bây giờ là tính tiền hết. Dạ rồi con đi nha. Dạ. Cổ đây có một mình nên chị không có con cái gì hết. Nên là không có làm gì kinh tế để mà sống hết. Lâu lâu ở địa phương hỗ trợ thì cô rất là mừng. Và còn vài phần quà nữa thôi thì tụi em sẽ tiếp tục đi tiếp. Đây là con đường đê mình cặp ở ngoài sông Tiền Giang anh chị. Sông Tiền ha. Giờ mình phải đi len lỏi vào các ngõ hẻm trong vườn rồi trong sâu để mà đi đến với các hộ khó khăn. Các bạn hướng dẫn đi, bạn chạy quá trời nhanh. Hết thấy đường. Ghe chở cái gì đây? Đây thì có mấy con đê này đang nó chống sạt lở cái bờ ở đây anh chị. Đây là cái gì mà có cái nhà đẹp quá trời. Như là cây xăng hay gì đó. Chắc cây xăng.
những cây xăng nữa. Các con đường này là em vừa biết luôn. Nào giờ đâu có ra tới đây anh chị. Hồi nào giờ mới vừa ra tới con đê ở đây luôn anh Hương. Hồi nào giờ đâu biết đâu. Không, chưa đi. Ủa đây hình như có cái đò đi qua bên kia Tiền Giang hả Phước? Có đò đi qua không? À, nhưng mà cũng đi qua sông ở đây được hả? Dạ, thì đi qua bển á. À, vậy là bên kia là Ngũ Hiệp rồi hả? Phải không? Ngũ Hiệp còn cánh dẫn. Ngũ Hiệp, ở đây là Tiền Giang ha? Dạ, đây qua bên đó là Tiền Giang rồi đó. À. Châu Hành hả ta? À. Châu Hành, khúc tên đây nếu mà Ngũ Hiệp là Cái Lậy. À. Nếu cánh đây có thể là Cái Lậy rồi. À, vậy là à đây thẳng qua tới Cái Lậy rồi. Dạ tại vì qua từ đò qua bển là Phú Phong của Châu Hành. À. Còn nó giáp với xã gì của Cái Lậy là xã. À à. Còn con đường này còn thẳng còn đi nữa không? Đường này hả? À. À cũng được nhưng mà cũng như đi lòng vòng nữa hả? À, dạ, à hồi nào giờ mới xuống đây. Trời ơi quá trời xa luôn. Anh Hương đâu vậy? Anh Hương đâu vậy? Gọi quà đâu? Dạ chào anh. Hôm nay em có quà của Mạnh Thường Quân gửi tặng cho bà con mình ở xã Phú Đức nên làm ghé đây. Dạ. Có gì đem quà vô không anh ha? Dạ. Ở đây ở bao nhiêu người anh? Bảy người hả? À cũng như là nhiều gia đình ha là sao anh? Hết năm rồi, à. Mẹ với thằng cháu nữa. Dạ, dạ. Vậy là anh ba đứa con. Dạ. À, dạ rồi em mời anh xuống đây nhận quà giúp em anh ha. Dạ. À, quà thì hôm nay của Mạnh Thường Quân tặng có gạo nè, mì nhu yếu phẩm và thêm 100.000 tiền mặt ha anh ha. Dạ. Dạ. Ở trong đây quá trời sâu luôn, anh mà mỗi lần đi ra ngoài chắc xa dữ ha anh. Dạ. Quá trời sâu luôn á. Dạ rồi em cũng chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ rồi, thôi em về ha. Dạ. Từ trưa giờ thì hai anh em cũng đã đi thăm bà con ở xã Phú Đức. Anh chị thì hiện tại bây giờ thì tụi em cũng đã đi hết tổng cộng là 16 hộ. Thì bây giờ còn lại 4 phần quà thì chắc em sẽ gửi lại cho anh Hương. Rồi anh Hương thì mình sẽ tự xem xét để mà đi tặng quà khác cho bà con. Rồi em sẽ chụp hình lại. Rồi em sẽ gửi cho Mạnh Thường Quân xem là 4 phần quà đó ha. Được ha anh Hương ha, anh Hương làm ha. Dạ. Còn 4 phần đi ổng không? Đi được không hay là dạ, để em làm? Dạ, nhưng sức mà. À, thì có gì cái anh cũng đi tặng cho bà con đi, dạ. Coi hộ nào khó khăn thì mình giúp cho người ta. Dạ. Rồi xong rồi cái gửi hình ảnh qua cho em gửi cho phía Mạnh Thường Quân ha. À, thì ngày hôm nay thì có được số quà này thì đến các hộ ai cũng rất là mừng anh chị. Thì em cũng thay mặt bà con ở xã Phú Đức cũng gửi lời cảm ơn đến phía Mạnh Thường Quân như là các anh chị ở nhóm 143, anh Đăng, chị Hạnh và bé Khôi ở Edmonton, Canada thật là nhiều. Và em cũng chúc các anh chị có một mùa xuân thật là ấm áp và hạnh phúc bên gia đình ha. Thôi thì trưa rồi thôi chắc tụi em cũng sẽ tạm ngừng tại đây để em còn về nhà còn phụ vợ làm nhiều công việc nữa anh chị. Em cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Dạ rồi em xin chào.